Thưa quý vị, bất động sản phân khúc căn hộ được xem là xu hướng tất yếu trong bối cảnh quỹ đất nền ngày càng ít và giá luôn ở mức cao tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, hiện nay nhiều dự án mới phân khúc căn hộ được dự báo sẽ là chủ lực và dẫn dắt thị trường bất động sản của thành phố trong thời gian tới. Trong thời gian qua, thì nhiều dự án căn hộ đã được chính quyền thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và thông báo cho phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nhiều dự án căn hộ cũng đã và đang mở bán ra thị trường. Các chuyên gia đánh giá phân khúc căn hộ tại thành phố Đà Nẵng được xem là khá đa dạng về chủng loại, có mức giá và điều kiện đáp ứng từng nhu cầu khác nhau của người mua như nhà ở xã hội, căn hộ trung cấp và căn hộ cao cấp. Pháp lý an toàn, yếu tố sinh lợi cũng khiến nhiều nhà đầu tư quyết định đổ tiền vào đây. Bên cạnh đó, cuộc sống tại căn hộ chung cư hiện nay đều tiện nghi và hiện đại với đồng bộ tiện ích, dịch vụ cùng hệ thống an ninh đảm bảo đang là xu hướng lựa chọn của người trẻ tại các thành phố ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Khu đô thị công nghệ FPT thì chúng tôi đang phát triển, là chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì nó là một trong những cái thành phố thu nhỏ của Đà Nẵng ở khu vực Đông Nam. Đặc biệt là nó là một cái khu trung tâm của cái phân khu đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng mà đã được Thủ tướng Chính phủ ký cho cái quy hoạch Đà Nẵng 2030 tầm nhìn 2045, và nơi đây nó sẽ tạo ra được hàng vạn cái chỗ làm việc cho cái lĩnh vực về công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm, và đây là một trong những cái mang lại rất là đáng kể về tạo công ăn việc làm cho thành phố, rồi đóng góp thuế cho thành phố. Thị trường bất động sản hiện gặp nhiều khó khăn, nhưng phân khúc bất động sản căn hộ tại Đà Nẵng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư. Đà Nẵng hiện có 11.000 căn hộ từ gần 20 dự án đã triển khai, có 8 dự án với khoảng 2.500 căn hộ đang và sắp triển khai trên địa bàn. Với mục tiêu phát triển thông minh và bền vững, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chú trọng tạo đà bứt phá cho phân khúc bất động sản căn hộ cao cấp. Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sức bật cho toàn thị trường bất động sản, nhanh chóng lấy lại nhịp độ tăng trưởng sau giai đoạn khá chậm lắng. Và không riêng gì bất động sản phân khúc căn hộ, hy vọng rằng những chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển của chính phủ trong thời gian tới sẽ giúp thị trường bất động sản nói chung phục hồi và tăng trưởng trở lại. Đến đây thì chương trình bất động sản cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.